Ủa hả? Tại sư phụ không có cảm thấy mình là cái gì là quan trọng mà phải để cho đối xử đặc biệt hết trơn hả? Chỉ có một cái đặc biệt là thí dụ như có thể nói là tại sư phụ chạy chỗ này chỗ kia nhiều mệt quá, đi đâu cũng phải lo lắng cho mọi người đó, rồi sức khỏe nó cũng hơi kém cỏi hả? Có cần thiết một cái không gian lớn lớn chút, hoặc là cái giường nó êm ái, hoặc là cái chỗ nó yên tĩnh chút đặng mà lấy sức lại. Như vậy thì có thể nói là một cái excuse, một cái lý do chính đáng mà thôi, chứ không phải sư phụ cảm thấy mình quan trọng gì hết. Xin nói thành thật với quý vị, ngày đầu năm sư phụ không bao giờ cảm thấy mình quan trọng, cho nên nhiều khi sư phụ cũng ngạc nhiên tại sao người ta lại thương mình tới mức vậy, hey. Hoặc là tại sao người ta lại kính trọng mình dữ vậy, tại sao người ta chạy theo mình dữ vậy. Nhiều khi sư phụ cũng hết hồn à, thấy mà đám đông chạy tới chạy lui rồi ôm ấm ôm hết chỗ này kia, làm như nhớ quá trời quá đất, sư phụ cũng hết hồn. Sư phụ cũng cảm thấy làm ngạc nhiên tại sao một một con người mà làm cho những người ta lại mà quá sức là kính trọng như vậy. Sư phụ cũng rất ngạc nhiên thôi, ngạc nhiên thôi, chứ không có tin tưởng gì cái vấn đề này, hiểu chưa? Tại vì trời đất không cho phép sư phụ cảm thấy mình quan trọng, hiểu chưa? Hình như tạo hóa an bài nó như vậy rồi, không cho phép sư phụ cảm thấy một cái gì hết á, mà chỉ cho sư phụ cảm thấy mình là một người rất bình thường thôi, mà còn hình như không bình thường hơn những người bình thường nữa. Thí dụ như những người bình thường chắc họ cũng cảm thấy hãnh diện rồi kia, hãnh diện trời đất cũng không cho sư phụ hãnh diện nữa, hiểu chưa? Không cảm thấy những cái đó. Như vậy mới chắc, như vậy mới tự nhiên làm việc được, hiểu chưa? Nếu mà có cảm thấy mình quan trọng hoặc là hãnh diện chắc làm việc không được rồi á, quý vị hiểu không? À, làm việc nó phải lính quýnh à, tại mà mừng quá làm việc lính quýnh. Get nervous. If you're too happy or too proud, you will become nervous. You are out of balance. Cái bằng nó mất quân bình đó, hiểu không? Cũng như người nào khen mình, mà gặp người nào mình khoái quá, mình khoái lúc mà mình thích quá, mình phải mình mất quân bình không? Mình cái làm việc nó có vẻ chập chọn hay không, lính quýnh không, phải không? À, thành ra trời trời Phật không cho sư phụ cái những cái cảm tình quá sức như vậy, không quá thương quá ghét, không quá giận, không quá hờn, không quá mừng, không quá tủi gì hết, cái gì nó cũng vừa vừa thôi.